khi mà cái vốn tiếng Anh các bạn nó không cao thì cái kiến thức các bạn nó phải rộng, thì lấy hai đó cân bằng qua bạn mới giao tiếp được. Bít tết nó cho mình gì? Nó cho mình độ ngon, rồi nó cho mình protein cao, nó cho mình retin cao, đó, nó cho mình những cái vitamin và khoáng chất con bò. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn, Zimmer. Cái vlog ngày hôm nay Duy sẽ nói về đời sống Mỹ, món ăn Mỹ mà nó đi qua tới Zimmer. Duy từng nói với bạn một câu đó, là cái thằng tập tạ đó phải thờ con bò nha. Nhớ. Tại vì sao? Con bò nó rất là nó mang nhiều ơn huệ cho mình đó. Đầu tiên á, là con bò đó nó mang lại cho chúng ta cái gối lean body. Con bò nó mang ra gối lean body. Không có con bò nó có lean body uống đâu mà. Lean body nó chiết xuất từ sữa bò. Thấy chưa? Thì con bò nó cho ta sữa, và con bò nó cho chúng ta thịt. Nó không có thằng tập tạ nào không ăn bò hết á. Mà qua cái xứ Mỹ này bò là quyền thoại rồi. Tại sao? Tại vì bò đó nó cho ra cái món steak quyền thoại. Steak. Nói chung mà là bít tết đó. Qua bên này là thiên đường bít tết nè. Nên á, thứ nhất á là Duy sẽ chia sẻ cảm nhận của Duy về bít tết bên Mỹ trước. Rồi sau đó Duy nói về cái lợi ích của bít tết. Và các bạn cần phải ăn bít tết. Qua Mỹ mày quảng cáo cho người ta chơi mới được nha mấy ông nội. Ông mày khốn nạn đi qua nước người ta xin visa khổ như chó có ngày chơi hoài. Mấy thằng đó anh không thích, anh nói thiệt. Anh nói thiệt luôn, mấy thằng đó là anh không thích. Nói gì cái lợi nhuận YouTube của nó, mà nó sống nó chà đạp trên lương tâm của nó. Chơi vẫn được mà. Anh đánh giá mà nó rất là vô duyên. Ví dụ như mình qua nước người ta mình làm video phải đàng hoàng. Cũng mãi qua nước người ta làm video tốt cái hẹ không à. Nó vô bãi rác người ta nó quay, nó móc tiêu cực người ta lên nó nói. Ý anh nói thiệt, mấy bạn làm YouTube đi, suy ngẫm đi. Làm gì không có đất, nói thiệt luôn á. Làm gì không có đất các bạn. Nó đi qua nước người ta xin visa khổ thế mẹ luôn mà xin được rồi, giống như là gì? Giống gì đá bô đó. Chứ dũng chữ gì đá bô. Mà biết là mẹ đâu qua làm. Qua cầu rút dán chắc canh bỏ vỏ thôi gì đó. Thôi, nói chung anh giỡn thôi. Cho có giá trị thương mại cho nó vui tí thôi, chứ anh cũng có nặng lời, nặng nếp gì nha mấy em đừng nghĩ về tội nghiệp anh. Anh là very very friendly rồi đó. Đó. Chờ anh pha một cái. Có pha làm khỉ gì? Chúc đã dành livestream cho cái giá trị thương mại và chịu quảng cáo gói Lean Body. Lean Latata Lean Body. Ok. Bít tết. Ngày đầu tiên đi đến Mỹ này là gì ăn bít tết? Tổng thiệt hại cho hai miếng này có khoảng chừng 2 triệu 3 em. Tổng thiệt hại cho hai miếng này khoảng 2 triệu 3. Protein thì anh đoán cái này chắc không phải là 200 gram protein có đó em. Ở chừng 150 gram protein thôi chứ không tới 200. À, mấy cái khoai tây là bỏ không em nha. Nhìn hấp dẫn không em? Mình đi ra mình qua Mỹ mình phải ăn steak. Bây giờ anh thích ăn steak lắm. Anh thích ăn thịt lắm em ơi. Ở Việt Nam ăn thịt gái ngán rồi, qua đây ăn thịt thú. Mà không những đến Mỹ, đến nước nào cũng ăn bít tết hết á. Chỉ đến sân bay Doha hay là sân bay Dubai hay là bên châu Âu ăn bít tết nhiều á. Ở Việt Nam thì cũng ăn bít tết mà. Ở Việt Nam là mỗi lần dẫn gái mà đi chơi là cứ bít tết mà tán. Wow. Bít tết mà tán, mà bít tết Việt Nam nó mắc quá. Nó mắc cái tôi đừng bên này vậy, không phải giỡn đâu. Nên qua cái xứ này bít tết rẻ. Nói về food của Mỹ tương đối ok mà chỉ có nước mắc. Má nhớ mãi chai nước 1 đồng 79 đô. 1 đồng 79. Lộn 1 đồng 79 cent. Nước mắc cái quỷ. Vậy thì á, cái miếng bít tết á, mà nhìn nó đơn giản nhưng mà nó lợi hại đó mà. Thứ nhất á, bít tết nó không chiên nha. Không có bít tết, ăn bít tết chiên là bít tết ngu. Nhớ, ăn bít tết không được ăn chiên. Ăn bít tết nó phải nướng. Đó, nó phải là miếng bò mà nó còn độ tươi. Ăn cho nó phải có độ mềm. Chứ về Việt Nam mua bò Việt Nam mà bít tết ăn nhai cũng gãy răng. Bít tết không phải chơi bò Việt Nam nữa, nói thiệt các bạn luôn. Bít tết ăn Việt Nam mà hận bít tết luôn á. Yes. Bít tết là bằng làm bằng bò Việt Nam mà ăn mà ôm hận luôn, cái dai như đĩa vậy đó. Ăn banh hàm răng. Nó hồi nhỏ gì cũng ăn bò bít tết Việt Nam đi ngán lắm.
Bây giờ muốn ăn bò bít tết á, bạn đi đi vô mấy cái chỗ mà khách sạn 5 sao á, hoặc là mấy cái nhà hàng nó chuyên bán bít tết á, nó làm đầu bếp nó làm mới ngon. Bít tết ăn mới đọt, mới đã, chứ không có mắc thôi. Một ký bò chừng triệu. Tùy vùng là tùy cái bộ phận con bò đó, bò nó nhiều bộ phận lắm ba. Nó ăn bộ phận nào cách chế biến làm sao, còn nguyên liệu đi kèm là gì rồi ok. Bập vô bít tết là con bò nó chưa chín. Tức là cái độ chín của miếng bít tết nó nhiều loại lắm. Nó có 3 mức độ, thứ nhất chín ít, thứ hai chín vừa, thứ ba chín nhiều. Duy ăn chín vừa không à. Còn nếu mà chín ít ăn còn máu, nhìn thấy ghê, không dám ăn. Mà có đứa nó thích thì nó ăn thôi. Còn nếu mà ha, mà có đứa nó ăn bít tết mà chín nhiều quá, thôi về luộc mày ăn bò ăn cho rồi đi. Cái là bò tái đó, cái đâu còn gì bít tết đâu. Nên Duy khuyến nghị các bạn bít tết ăn chín vừa, nó vừa an toàn và nó vừa có vị. Còn tất nhiên khi mà các bạn đi ăn bít tết nó sẽ có 4-5 cái loại chế biến. Thì bạn cứ trải nghiệm hết đi, không có quảng cáo nào theo trội hết á. Bạn cứ trải nghiệm hết đi. Có một loại khốn nạn nhất là loại mỡ nhiều à. Mà mỡ không phải là mỡ nằm ở chỗ mỡ, nạc nằm ở chỗ nạc, mà nạc nó chen vô mỡ, trời ơi, cái ăn lửa muốn chết. Cứ ăn cho biết đi mẹ, đừng ngại ngùng gì cả. Đúng không? Mình phải ăn để mình biết, mình trải nghiệm, sau đó mình chọn loại mình thích. Đó, riếp ai riếp ủng gì đó, ăn thoải mái. Thấy không? Bít tết ăn cái gì? Ăn bánh mì. Đừng ăn rau trộn. Nó thật sự với bạn rau trộn ăn dở ẹt à. Rau trộn nó nói chung là tại cho Mỹ ra làm sao đó, chứ Việt Nam mình thấy ăn rau trộn nó không ngon. Trộn nó thiếu giấm. Cái này là cảm nhận cá nhân thôi. Nhưng mà tại sao Duy khuyên các bạn không ăn rau trộn là vậy đó. Tại vì cái bản thân của cái rau trộn á, khi mà nó trộn á, có chỗ nó trộn nó bỏ chất béo vô. Bạn ăn rau trộn bằng tăng calori từ béo, không nên. Còn á, bạn ăn bánh mì đi. Bánh mì là fresh á, bánh mì nâu á, frau là nâu, fresh là bánh mì, ăn bánh mì đó đi kèm bít tết là ngon. Còn bánh mì trắng bỏ, nhớ là bánh mì đen nha, ăn vô kèm với bít tết là đủ dinh dưỡng luôn. Còn cái loại mà trái cây rau xanh củ quả mình tìm được khác là ăn, mình có thể là ăn fruit, mình có thể là ăn món khác chứ không cần thiết phải ăn rau. Nói chung mà ăn rau thì vẫn được, chả sao cả. Đó là tùy vào cái cách bạn phối với bít tết bạn ăn thôi. Đó, bít tết nó cho mình cái gì? Nó cho mình độ ngon. Rồi nó cho mình protein cao, nó cho mình retin cao. Đó, nó cho mình những cái vitamin và khoáng chất con bò. Bởi vì ở bên nước Mỹ á, là cái xứ thiên đường bò. Sữa nó cũng ok, mà thịt bò nó ghê. Mỹ Úc à, hai nước Mỹ Úc này nọ thiên đường bò. Qua đây không bít tết lộ, qua đây mày cứ stack mà bán thôi. Hầu như tại nhà hàng nào nó cũng bán stack. Nên ăn nó nhất á, là nó ngon. Thứ hai á là nó bổ, thứ ba là nó khỏe, thứ bốn là nó lên muscle, thứ năm á là nó phục hồi đau nhức, thứ sáu á là nó không mắc. Không mắc tại sao Duy dùng chữ không mắc? Tại nó mang tính chất là tùy nhà hàng mà. Có chỗ nó bán 20 đồng, có chỗ nó bán 30-40, giống như hôm qua ăn đây là mày đau tao mắt với quỷ. Hôm qua ăn miếng 40 mấy đồng á, còn hôm trước ăn ở chỗ kia 20 mấy đồng đó. Mấy đồng, 4 mấy đồng thì đừng quy ra từ Việt Nam. Việt Nam 500 thì bạn thấy mắc chứ, mà rẻ Việt Nam. Bít tết nó rẻ Việt Nam nha. Bạn nào ăn rồi thì bạn biết á, Duy ăn bít tết Việt Nam bây giờ dướng triệu đó. Chắc chắn luôn. Bít tết ở Việt Nam mắc lắm. Yes. Tại cái nguồn nguyên liệu nó phải nhập á. Nhập thịt bò về đó, trong nhà hàng nó tính phí là lum la hết. Còn bít tết ở bên Mỹ nó rẻ hơn. Nên mình qua bên Mỹ ăn bít tết là nó ok. Nên món bít tết là một trong món mà các bạn nên ăn. Bắt buộc phải ăn. Bít tết với gà 2 đô là không né được. Còn cái hamburger thích thì ăn, không thích thì thôi. Nhưng mà Duy khuyến nghị những món nào Duy ăn được, Duy chia sẻ các bạn đó là gì? Duy phục vụ cuộc sống. Tại vì Duy đã ăn, Duy có kiến thức về nó, và Duy có trải nghiệm về nó, về cái nutrition của nó, về cái chất lượng của nó, về cái giá tiền của nó. Thì Duy chia sẻ các bạn, không có một thầy nào vậy đâu bạn. Nói thật sự bạn kiếm mà thằng Duy mà nó chuyên về food như Duy không có. Đúng không? Nhiều khi dân làm ăn thật về food á, mấy anh vlogger làm về food á, thì nó chỉ là ăn cảm nhận ngon, cảm siêu khổng lồ hay gì đó thì nó nói thôi. Chứ mình là một gymer, mình ăn mình phải hiểu về nutrition. Nếu bạn không hiểu về cái đó xin lỗi bạn, muốn có được cái body mà đẹp như Duy nằm mơ đi, không bao giờ có được hết. Bảo đảm bụng bạn ngấn hết rồi. Hoặc là nếu mà bạn ăn kiêng quá, teo sạp cơ còn cục nào á, nó là cái video rất là đáng giá và rất có giá trị thương mại. Mấy em like và share đi đó. Cuộc sống này phải cân bằng giữa thực phẩm bổ sung và thực phẩm tự nhiên. Mà thực phẩm bổ sung anh Duy cũng chia sẻ các bạn về kiến thức. Thực phẩm tự nhiên anh Duy cũng chia sẻ các bạn về kiến thức. Đó. Nên các bạn cần phải có một cái nguồn kiến thức nó đa dạng.
về thực phẩm ở từng những đất nước đi qua. Đất nước nào như nhau thôi. Việt Nam mình thì có những món ở đây ở Việt Nam không có mà đây có mạnh. Thì bạn biết được những cái này thì bạn đi châu Âu, bạn đi Úc, bạn không sợ nào đó. Đúng không? Mà có kiến thức mà vô mà nó stack, ok. Biết bỏ bánh tết rồi đó, bỏ bánh tết có nhiêu đó món này à. Động từ tuôn chỉ cũng được nữa. Chả sao? Đúng không? Khi mà cái vốn tiếng Anh các bạn nó không cao thì cái kiến thức các bạn nó phải rộng. Thì lấy hai đó cân bằng qua bạn mới giao tiếp được. Đồng ý không? Đồng ý thì like. Còn nó thật sự với bạn á, con nhỏ đó tiếng Anh cực kỳ cao mà kiến thức xã hội nó cực kỳ ngu, nó cũng giao tiếp được luôn, biết gì đâu diễn đạt. Không diễn đạt được. Đúng không? Tại vì ngôn ngữ á là nó phải từ não ra. Từ cái não ra mình phải hiểu về cái đó xong mình mới phát âm nó ra được, mình mới nói được. Bạn đồng ý chưa? Đồng ý thì like đi. Rồi steak có rất là nhiều người đãi Duy. Nói chung là Duy cũng thích ăn steak. Thì vô nhà hàng cái kiểu đó cho nó dễ, cho nó an toàn mà. Nó dễ nó này nó kia thôi. Còn mấy cái món pasta nó tủng gì an toàn là calorie tầm 7 không mà. Bởi Duy đi ăn Duy quan trọng nhất là nutrition. Đó. Mà ở cái câu chuyện steak á, thì người Mỹ người ta cũng coi steak là một cái gì đó. Nó là cái món ăn truyền thống của họ, là món ăn đẳng cấp của họ. Đối với người Mỹ á, đa phần là Duy được mời á, thì họ ăn chỉ một trong hai món thôi. Một là steak, hai là seafood. Hai đó thôi. Nhưng mà cái seafood của Mỹ thì có rất là nhiều cách ăn. Có người á, người ta ăn seafood, người ta bỏ trong cái hộp đá đó. Ăn nó lạnh, hơi khó ăn đó. Thì đó để Duy trải nghiệm thêm, Duy chia sẻ thêm. Còn riêng về food, đúng không? Food là gì? Phó giám đốc của Lazada đãi Duy ăn về steak ở một cái nhà hàng mà giống mà Duy đã kể rồi. Ăn là cho Duy ăn phần bự, họ ăn phần nhỏ. Dân tập tạ bên này hay là dân gym bên này, họ ăn steak rất là nhiều. Họ ăn steak rất là nhiều, nhưng mà họ ăn á, Duy để ý á, đa phần là ăn họ ăn với khoai tây, với khoai nha. Chứ họ cũng ít ăn với salad đó, đó là dân gym. Còn dân ở ngoài ăn gì Duy không biết, tại vì ít chơi dân ngoài đó. Dân ở ngoài họ ăn uống tầm bậy tầm bạ không à. Họ ăn họ không có biết, không có sự cân lượng, nó so sánh gì. Nghĩ sao đi mua miếng bánh tết, mở cả nồi xong ăn. Mở cả nồi là chết liền, mở cả nồi ăn vô mẹ tập banh sát chưa hết. Nó họ không ý thức được dinh dưỡng, họ cũng không ý thức được tập luyện. Và dẫn đến cái việc họ chọn cái món ăn, nó không hợp lý. Còn dân gym chúng ta là khác. Là một gymer đâu chỉ cơ bắp là được, đúng không? Các bạn phải có kiến thức cuộc đời, kiến thức cuộc sống. Chứ bây giờ tập biết cò chỗ không, mình kiến thức tôi sần ngu, không biết gì cả. Ít ngồi đáy giếng thì sao cá được, đúng không các bạn? Đúng tới đây đi. Nói về steak á, bên Mỹ á, hoặc là bên châu Âu á, thì cái miếng thịt bò nó ngon mà. Bạn có thể bằng ăn nước sốt cũng được, không ăn nước sốt cũng chả sao. Mang cảm giác miếng steak nó dày dày nè bạn. Đúng không? Cầm dao, nẻ đâm xuống cái cặp một cái. Cầm dao sắc xong cái. Lấy cái nẻ chẻ vô cái cặp một cái, rồi nhìn lên nó đỏ đỏ hồng hồng nha. Đem phọc một cái, trời nó mềm mà nó đã lắm em. Cảm giác là phải chơi không biết được, chứ còn cảm giác là không có nhìn được. Nó bởi vì con bò đó nó khác. Nên bạn thấy là mấy cái trang mà thể hình á, nó rất là thích ăn con bò. Còn mình là dân Việt Nam á, thì mình ác cảm con bò, bò ăn dai quá. Nó ăn phở bò dai quá. Còn cái phở bò mà là bò Úc á, với bò Mỹ ở Việt Nam nó là lạc nhất rồi. Không biết con bò nó chết lâu rồi hay sao á, thịt nó lạc cực kỳ, ăn nó có vị gì trơn hết á. Còn con bò này nó khác lắm mà. Nói chung là đồ ăn mà để đạt tới cái tầm ấm đặc á, nó phải bỏ tiền đó thôi. Bây giờ nghèo sao được ăn ngon. Nó cái nguồn nguyên liệu nó quan trọng lắm mày. Nó quan trọng cực kỳ, nó để cảm giác ẩm thực đâu đưa đầu lưỡi ra. Xong rồi răng mình nhai cái cực cái. Xong rồi lưỡi nguyễn rồi, gớm quá. Xong cái mình nuốt từ từ, cảm nhận trời đất ghiền lắm luôn. Cái này chơi mà ở Việt Nam là không cần dao luôn á. Bóc ra xé ăn bấm. Anh rất thích ăn cùm á. Nhưng mà ghiền được ăn nhiều nha ba. Không ăn nhiều nó 2 calorie thế mẹ nữa. Bởi vì bò đó, nói chung là miếng steak đó, nó bạn nào yếu ăn trúng mỡ nhiều. Tại vì nó bán tùm lum mà. Có dành cho người tập gym, bạn biết chân gym ăn steak gì. Đó, thôi giờ hỏi đi, chúng mình em giờ dân gym á, nên khi mà ăn bảo tết á, mấy em nào mà du học á, hay là mấy em nào xuất lao động bên này á, thì em comment cho anh coi nên ăn bộ phận nào của con bò nè. Nó ăn bộ phận nào của con bò cho nó lean, cho nó ngon nè. Nhớ nha.
À, thì thôi anh cũng chia sẻ một video ngắn để cho tụi em biết cái món ăn nó quan trọng, và anh Duy khuyến nghị cũng như là khuyên các em nên ăn để trải nghiệm khi chúng ta đi du lịch nước ngoài. Tại vì ở Việt Nam mình cái món không có, ở Việt Nam mình nó mình đi nước ngoài ăn đồ Việt Nam nên thôi đi ra mấy con khỉ đi. Thật sự có những bạn nó rất khôi hài đi nước ngoài đồ Việt Nam thôi, ở nhà cho rồi thôi. Thì bạn đi nước ngoài, bạn mục đích kiếm việc bạn hỏi gì? Thứ nhất là bạn học hỏi, bạn trải nghiệm, bạn tìm hiểu. Thì phải tìm hiểu, học hỏi và trải nghiệm những cái gì Việt Nam không có thì nó có ý nghĩa. Nói về thịt, đúng không? Nói về thịt đó các bạn, nước ngoài khác Việt Nam khác. Việt Nam mình là ủ dê nướng, bò năm sấm, dê 79, đó khác. Nhưng mà ở bên Mỹ này nè, về cái thịt nó làm khác. Thịt bên này đó, nó mềm, nó dễ ăn và nó có vị. Còn bên kia thì nó nói chung là Việt Nam thì nó tươi nhưng mà đôi khi nó hơi dai, nó hơi dai với phần khi thịt chó đậu chế biến này nọ nó hơi ghê. Và dạo này nghe nó có chó đóng hộp nó có không em? Anh ở bên Mỹ anh không biết nữa, tự nhiên Việt Nam nó phải nó men nó message qua nó nói là bây giờ Việt Nam mình đạt công nghệ cao rồi, làm thịt chó đóng hộp luôn anh, xuất khẩu thế giới cũng ghê ba. Ở cái vụ này hơi bị ghê nha. Đó, tại vì bây giờ làm thịt chó đóng hộp vậy thì quy trình sản xuất làm sao? Ai kiểm định, ai giám định, vệ sinh an toàn thực phẩm sao? Rồi đối với tiêu chuẩn thế giới nó công nhận không công nhận nữa. Ôi, thịt chó đóng hộp luôn ghê trời. Thôi, video về Stack xin dừng lại đây. Đó là một ngày làm ít thôi, làm nhiều quá luôn nha. Tôi nói nhà tôi dựng không có nổi nha. Rồi có gì đó thì anh sẽ bổ sung thêm những cái món về crawfish, những món về king crab, những món về lobster và những cái gì đó mà gọi là thượng vàng hạ cám ở xứ Mỹ này. Món giàu ăn, món nghèo cũng ăn. Nhà không được gì được, cái chịu chơi với điều kiện thôi nè. Mà chịu chơi với điều kiện mới có video cho bạn coi đúng không? Thôi, like, share, comment tương tác nha. Bye bye mọi người. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.